Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, cơ bản đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, dịch bệnh truyền sang người ở phạm vi cả nước nói chung và tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định kiểm soát dịch bệnh nói chung và xây dựng chuỗi vùng an toàn, dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh từ sớm, từ xa để hướng tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn sinh học, hướng tới xuất khẩu. Theo Cục Chăn nuôi, trong quý 1 năm 2023, chăn nuôi gia cầm trên cả nước phát triển ổn định. Đàn gia cầm ước khoảng 551,4 triệu con, tăng 2,4%. Sản lượng thịt gia cầm ước đạt 563,2 nghìn tấn, tăng 4,2%, trứng ước đạt 4,7 tỷ quả, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù chăn nuôi gia cầm có tăng trưởng tương đối cao nhưng kém bền vững do giá sản phẩm chăn nuôi trong thời gian dài luôn ở dưới giá thành sản xuất. Trong cái chuỗi giá trị của sản phẩm chăn nuôi gia cầm cũng như là một số sản phẩm chăn nuôi là phân chia chưa đồng đều giữa các đối tác tham gia vào chuỗi giá trị, giữa người chăn nuôi, người giết mổ chế biến, người phân phối đến tay người tiêu dùng. Và lợi nhuận bây giờ đang tập trung chủ yếu ở khâu giết mổ và phân phối. Trong đó thì lợi nhuận cho người chăn nuôi đang rất là thấp. Tổ chức cái hệ thống tiêu thụ sản phẩm của chúng ta hiện nay còn phụ thuộc quá lớn vào thương lái. Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành chăn nuôi gia cầm đang còn rất nhiều thách thức, đặc biệt là giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao. Chăn nuôi nông hộ còn chiếm tỷ lệ lớn, dẫn đến kiểm soát dịch bệnh còn khó khăn. Bên cạnh đó, việc mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà thải loại được nhập lậu qua biên giới vào Việt Nam như công bố theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam thời gian qua, khiến chăn nuôi gia cầm trong nước kiệt quệ. Trong khi đó, để xuất khẩu được sản phẩm chăn nuôi, các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu rất nhiều rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt từ các nước nhập khẩu, khiến các mặt hàng sản phẩm chăn nuôi của nước ta đang bị yếu thế và thiệt thòi ngay tại thị trường trong nước. Chăn nuôi gia cầm giữ vai trò quan trọng đối với ngành chăn nuôi, góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng để phục vụ thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Để phát triển bền vững trong chăn nuôi gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo tăng cường liên kết sản xuất, đặc biệt là tổ đội sản xuất, doanh nghiệp để dẫn dắt bà con sản xuất theo tiêu chuẩn, thu mua sản phẩm của bà con. Vâng, thưa quý vị, theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay cả nước có 2.214 cơ sở vùng an toàn dịch bệnh động vật tại 55 tỉnh, thành phố với 4.125 lượt chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với 20 bệnh. Về vùng cơ sở an toàn dịch bệnh trên gia cầm, hiện nay cả nước đã xây dựng được 917 vùng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với một số bệnh trên gia cầm tại 40 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, có 899 cơ sở an toàn dịch bệnh đối với một số bệnh trên gia cầm cấp phường và xã. Việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, gia cầm là đòi hỏi cấp thiết trong chiến lược của ngành chăn nuôi hướng tới nâng cao giá trị từ xuất khẩu mặt hàng này. Với lợi thế là vùng có quy mô chăn nuôi luôn đứng top đầu cả nước, cùng với đó là sự cấp thiết xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã sớm triển khai đề án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm và Newcastle đối với gà trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025. Theo đó, sẽ xây dựng 30 trại gà an toàn dịch bệnh, 19 trên 19 xã thị trấn thuộc huyện Yên Thế là cơ sở an toàn dịch bệnh, hoàn thành việc khống chế bệnh cúm gia cầm và Newcastle ở quy mô nông hộ. Tôi tổ chức xây dựng nốt 10 xã trên tổng số 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thế là được chứng nhận cơ sở cấp xã. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục là giám sát 30 cơ sở đã được chứng nhận năm 2021. Đồng thời với nó thì năm 2022 thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Thế, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Yên Thế để làm các cái hồ sơ thủ tục để đề nghị Cục Thú y cấp chứng nhận cái vùng an toàn dịch bệnh. Đây là cái nội dung nòng cốt của đề án xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh năm 2022. Để đạt được mục tiêu đề ra, các địa phương cũng được tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tuyên truyền về quy định của nhà nước về phòng chống dịch bệnh, quy trình chăn nuôi Việt Gáp. Trong đó hỗ trợ vaccine với các hộ nuôi gia cầm có quy mô dưới 2.000 con mỗi lứa.
Ngoài ra, hỗ trợ 30 cơ sở an toàn dịch bệnh đối với quy mô trang trại từ 3.300 con mỗi lứa, lấy mẫu xét nghiệm thẩm định chứng nhận các cơ sở an toàn dịch bệnh. Nói chung là nó sẽ giảm độ bệnh đấy. Nói chung là tăng cái khả năng là thể phòng dịch rồi là giảm bệnh tật. Tiến tới này là trên sẽ cấp giấy chứng nhận là sẽ được tiêu thụ và có người đến thu mua cho mình. Tôi nghĩ là cái này là một cái nhu cầu cần thiết và cấp bách lên phải làm ngay, vì cái sản phẩm của Yên Thế nó rất nhiều hộ chăn nuôi, để cho các bà con có những cái quyền lợi, để những cái đơn vị thu mua họ biết đến Yên Thế là một vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, để phát triển ra được xa hơn các thị trường các tỉnh khác. Việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh là rất cần thiết, không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp mà còn hướng đến một nền chăn nuôi bền vững. Thế nhưng hiện nay, việc triển khai còn nhiều vướng mắc bởi tình trạng chăn nuôi còn rất nhỏ lẻ, đan xen với các cơ sở chăn nuôi tập trung. Trong chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam duy trì tổng đàn gà có mặt thường xuyên 500-550 triệu con, trong đó thì 60% là được nuôi theo phương thức công nghiệp. Thịt gia cầm chiếm 29-31% tổng lượng thịt sẻ các loại, tỷ trọng gia cầm được giết mổ công nghiệp đạt 50%, 40-50% sản lượng thịt gia cầm được chế biến, từ 20-25% thịt và trứng gia cầm được xuất khẩu. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi việc xây dựng, kiểm soát vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là rất cần thiết nhằm chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu một cách chủ động. Lợi ích của việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đó là thuận lợi trong công tác kiểm dịch vận chuyển, khi xuất bán, được ưu tiên trong việc lựa chọn cung cấp con giống, động vật và sản phẩm động vật. Được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi vùng dịch. Đây là lợi thế rất lớn khi mà diễn biến dịch bệnh động vật hiện nay đang phức tạp. Tuy nhiên, đòi hỏi xây dựng quy trình giám sát vùng này phải được thông suốt, chặt chẽ từ quy trình kỹ thuật và phòng bệnh, đặc biệt từ cơ sở nhỏ lẻ. Cứ vào cái nhiệm vụ mục tiêu của đề án thì hiện nay chúng tôi đã tiếp tục là thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thứ hai là tập trung chuyển giao quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, thứ ba là tăng cường chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan cũng như ủy ban nhân dân các xã tăng cường giám sát, kiểm tra giám sát để tổ chức triển khai thực hiện. Qua đánh giá thì hiện nay các hộ đã thực hiện nghiêm cái quy trình và các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cần tăng cường quản lý chăn nuôi trong vùng đảm bảo an toàn dịch bệnh và giai đoạn đầu chủ động phòng bệnh bằng vaccine. Tổ chức chủ động giám sát chứng minh bảo đảm, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào vùng an toàn dịch bệnh, đặc biệt kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp vận chuyển vào vùng an toàn dịch bệnh, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y. Điều này cần được thực hiện quyết liệt từ trung ương và các địa phương. Việc mà phát triển chăn nuôi chúng tôi làm tương đối tốt rồi. Tuy nhiên là để đảm bảo là cái vùng an toàn dịch bệnh, nó phải có tiêu chí. Bộ sẽ chỉ đạo cục thú y, trung tâm khuyến nông cục chăn nuôi cùng với các đơn vị của tỉnh sẽ hướng dẫn bà con chăn nuôi làm đúng theo quy trình để chúng ta có thể cấp được cái chứng chỉ Việt Gáp cũng như chứng chỉ vùng an toàn dịch bệnh, rồi các cái chứng chỉ cần thiết để chúng ta có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở kiện để chúng ta đưa vào chế biến và xuất khẩu đi các thị trường. Duy trì hệ thống tổ chức và tăng cường năng lực thú y các cấp để bảo đảm tổ chức xây dựng thành công, quản lý và duy trì có hiệu quả vùng an toàn dịch bệnh. Thực hiện tốt việc xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đàm phán thống nhất thỏa thuận thú y với các nước để thúc đẩy xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật. Nâng cao quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa người và động vật, đồng thời tổ chức hội nghị, hội thảo để tổng kết, đánh giá nhân rộng mô hình điển hình. Vâng, thưa quý vị, và chương trình 10 phút cảnh báo cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.